video, nông dân Hải Phòng thu hoạch lộc trời, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Nông dân Hải Phòng thu hoạch lộc trời, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Trong những năm gần đây, nhiều hộ gia đình ở huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng phát triển nghề nuôi rươi hay còn gọi là rồng đất, mang lại thu nhập cao. Với thâm niên hơn 10 năm trong nghề, gia đình bà Bùi Thị Kim, xã Tân Liên, Vĩnh Bảo, mỗi ngày có thể thu hoạch được 2-3 tạ rươi trên hơn chục mẫu đất, với giá bán trung bình 400.000 đồng. Về thời điểm thu hoạch rươi, dân gian có câu, tháng 9 đôi 10, tháng 10 mùng 5 tức 29 và năm chi 10 âm lịch. Đây là đợt nước thứ 2 trong năm gia đình bà Kim thu hoạch rươi. Dự kiến, khoảng mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên Đán, gia đình bà thu hoạch thêm lần nữa. Rươi chính vụ kéo dài chỉ mấy ngày, nhưng cũng đủ để mỗi người săn lộc trời như gia đình bà Kim có thể thu được bạc triệu mỗi ngày. Thoạt nhìn rươi giống những con dê đủ màu xanh đỏ, bò lổm ngổm, thân rươi có nhiều lông tơ nhỏ nhưng từ lâu đây lại là đặc sản có thể chế biến thành nhiều món ăn như lẩu rươi, nem rươi, mắm rươi. Nhưng nổi tiếng hơn cả là món chả rươi. Những con rươi thân mập, có màu hồng, luôn được nhiều thực khách lựa chọn mua để mang về chế biến thành các món ăn bổ dưỡng. Rươi chỉ nổi ở vùng nước lợ gần cửa sông nơi có nước thủy triều lên xuống. Người dân sử dụng hệ thống lưới để thu hoạch rươi khi vào vụ. Hầu hết các xã có vùng nước lợ ven các sông Giang Úi, Thái Bình, sông Luộc, sông Quá thuộc các huyện An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đều có rươi. Khi giá bán rươi tăng cao trong những năm gần đây, gia đình bà Kim chuyển hướng sang nghề nuôi rươi. Họ áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm tạo môi trường sống tốt hơn cho rươi. Thực tế, nuôi rươi không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế mà còn bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái ven sông. Khi những mẻ rươi của gia đình bà Kim chưa được kéo lên đã có khách tới chờ sẵn để lấy hàng. Gia đình bà Kim đóng rươi theo các hộp 0,5kg hoặc 1kg để tiện việc vận chuyển cũng như dễ bán cho khách. Những con rươi đỏ mua sau khi thu hoạch được rửa sạch, đóng gói cẩn thận và đem bán ở Hải Phòng và các tỉnh thành trong cả nước, thậm chí bán sang cả nước ngoài. Những ngày này, rất nhiều người trong gia đình bà Kim tham gia vào các công đoạn săn bắt rươi và vận chuyển rươi đi tiêu thụ ở các nơi.